mới về VIOS anh chị. Một đời chủ mua mới số sàn đời tháng 12/2019 nha, biển số Tây Ninh, biển số đẹp anh chị, 23344. Cái này một chủ mua mới nha anh chị nha, đăng kiểm mới, vỏ theo xe còn, ô đồ ít. Xe này chạy đâu đó chắc chừng bốn mấy năm chục ngàn anh chị, bốn mấy ngàn. Sơn rin còn nhiều, rất là nhiều nha. Sơn rin thì còn chắc khoảng 90 anh chị. Đẹp lắm. Cản trước cản sau rồi thấy chưa tốt luôn á. Chất xe ưng ý nha, màu trắng nha anh chị. Màu trắng, xe một chủ mua mới tháng 12/2019. Đó, xe chuẩn, rất là mới, đẹp tuyệt vời. Và bên Tâm bán cho anh chị là 350 nha anh chị. 2019. Xe mới ken, 350. Cái này anh chị mua về có thể là đi dịch vụ được nè, gia đình được nè, chạy kiếm thêm được nè, màu trắng nó rất là dễ sử dụng nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12/2025. Và đồ chơi thì được gắn một cái màn hình Android, camera, đèn đuốc. Nội thất đó là ghế da và nỉ rin ở bên trong còn mới cứng luôn, bọc lại ghế da bên ngoài nha anh chị nha. Xe đẹp, vỏ lốp nè anh chị. Vỏ thì vỏ rin theo xe cũng còn khá là ok. Chất xe, và cái điều quan trọng nhất ở đây nữa là cái xe này là ghế nỉ theo xe còn nguyên nha anh chị nha. Ghế nỉ theo xe tâm bao luôn, xe này mà lột ghế da ra một cái, lột cái da ra nỉ ở bên trong nó mới dữ lắm luôn nha anh chị. Nó nỉ ở trong còn y luôn, không hay lọc mấy cái nỉ này ra là nó mới, nhìn nó đã con mắt lắm, nhìn nó đã lắm. Đây có màn hình Android, có cam ve, cần số đẹp, nội thất tươi, rất tươi. Trần nỉ nguyên rin xe, cái bảng này là 9 túi khí anh chị, 7 túi khí anh chị, 7 túi khí, túi khí giáp dòng xe luôn. iPad là túi khí đó anh chị. Mấy cái càng đạp nè còn rất là mới và sáng nha. Đó, cân bằng điện tử, 7 túi khí, ghế da bọc rồi. Và nội thất đó là ghế nỉ theo xe, bọc lại ghế da bên ngoài. Đăng kiểm mới tháng 12/2025. Xe này bên Tâm đã chép phạt nguội rồi, bao rin. Đường trường là 5 lít, hỗn hợp là 5,8 lít, đường thành phố là 7 lít. Cái ghế này mình không thích thì mình cứ lọt bỏ ra nha anh chị. Bởi vì bên trong nó còn một cái lớp nỉ rin theo xe từ lúc mua trong hãng tới giờ, rất là mới luôn. Bảo đảm mới. Xe thì miễn bàn anh chị ơi. Tắp lô tắp bi nè. Mâm không có vết trầy mà mâm mới lắm. Vỏ theo xe nha. Tuần thứ 39/2019 nè. Xe này là lăn bánh tháng 12/2019 anh chị. Tuần thứ 39/2019 nè, không? Mâm mới tinh. Sản xuất 2019 nha anh chị. Máy móc khung gầm động cơ hộp số xe này miễn bàn anh chị ơi. Mới mà nó đẹp thì thôi rồi luôn. Mới mà nó đẹp tuyệt vời anh chị, tuyệt vời ông mặt trời nha. Bao mới, bao chuẩn, bao chất. Bản E số sàn 7 túi khí. Bản này thời điểm năm 2018/2019 nó có một bản này thôi đó anh chị, có muốn cái bản khác cũng không có nữa. Làm ra năm 18/19 là làm ra 7 túi khí, và tháng sau là tăng chống, tháng đĩa trước ABS đó, nó gom tiền lại để nó làm tháng đĩa sau anh chị, nó làm 7 túi khí anh chị. Còn cái phần nội thất thì tuyệt vời anh chị ơi. Bánh dự phòng theo xe luôn, còn về cui mới trắng luôn anh chị. Gầm bệ thì đây, vỏ theo xe nha anh chị nha. Xe Tây Ninh nó đẹp y như xe Bình Dương anh chị. Tâm để anh chị là 350 nha anh chị. Anh tìm số sàn hay số tự động? Tự động. Tự động à. Tự động, giới thiệu cho anh mấy con mẫu tự động thôi nha. Giới thiệu cho anh VIOS bản G nè.
Xe này mới lắm anh chị. Mới đi Đà Nẵng về, đi hết 3-4 ngày về, anh em ở nhà không có ai làm video hết. Hôm nay tao mới về nè, anh chị coi ủng hộ nha. Coi thấy cái nào được thì vào comment, nhắn tin điện thoại, rồi anh sẽ trao đổi với anh chị ha. Và trong thời gian vừa qua thì có cái điều gì mà anh chị mà cảm thấy chưa vừa ý á, thì mong anh chị hết sức thông cảm nha. Tâm cũng điều chỉnh cái tâm trạng, tâm lý của mình lại dữ lắm rồi đó, để phục vụ anh chị, chứ con người mà đâu có ai mà nhân vô thập toàn được hết đâu. Thì có đôi khi cũng có những cái mà làm cho anh chị cảm thấy chưa vừa ý nhất, nhưng mà Tâm sẽ cố gắng từng ngày để phục vụ anh chị. Mình cứ coi như mình mua xe về cho mình đi, thì mình phục vụ anh chị rất là dễ. Nhưng mà có những cái cũng cảm thấy cũng bị thiệt thòi đó, nhưng mà thôi, phục vụ bà con, người ta mua rồi ta giới thiệu nữa, bởi vì vì những cái động lực mà một người mua rồi giới thiệu xong 3-4 người qua mua nữa, thì cái động lực đó Tâm mới cố gắng phục vụ anh chị. Có nhiều khi cái xe đó mình có thể là bán lời rất là ít luôn, hoặc là mình trong thời gian bảo hành á, có những cái mà ngoài tầm với, ví dụ như là bảo hành mà máy lạnh nó hư, bảo hành máy với hộp số thôi chứ sao mà tới máy lạnh nữa, máy lạnh hư mà mình phải chịu phụ cái trách nhiệm đó. Mà nếu mà nói qua nói lại thì mất lòng, mình vẫn dứt luôn, chịu luôn. Thì đó là một trong những cái mà sau này bà con thương, bà con dẫn anh em qua mua nữa. Chứ còn mà mình cứ cãi cho lợi phần của mình, rồi được mấy mấy triệu đó mà mình lại mất đi một cái tình cảm với một người khách, thì nó rất là phí. Nên Tâm cũng cố gắng. Còn những cái khách hàng mà Tâm chưa có thời gian để phục vụ anh chị tới nơi tới chốn á, thì mong anh chị nhắn tin gọi lại, Tâm sẽ phục vụ cho anh chị nha. Bởi vì không có ai mà hoàn thiện mà tốt đến 100% hết á. Nó cũng phải có một cái gì đó sơ suất anh chị. Thì cái sơ suất đó mà nếu mà biết sửa chữa thì là ok. Chỉ sợ nhất là sơ suất mà để lấy làm công cụ kiếm tiền là thua. Này là sơ suất nhưng mà Tâm sẽ sửa chữa cho anh chị ha. Sửa chữa bằng cách là phục vụ cho anh chị tới nơi tới chốn. Và những cái mà chưa hoàn thiện, những cái chưa vừa ý thì anh chị cứ góp ý đi, bên Tâm cũng sẽ cố gắng ha, rồi hoàn thiện nhất có thể, tốt nhất có thể. Thì có những cái anh chị chăm trước được thì Tâm biết ơn, chứ giờ mà cái gì nó cũng tuyệt đối 100% là không nổi, nhưng mà cỡ khoảng 80-90% là ok rồi anh chị ha. Xe này là con xe chất lượng nha anh chị, xe chất lượng. Odo thì chạy vỏ chưa thay, Odo chạy 40-50 ngàn gì đó, 40-50 ngàn gì đó, Tâm để Tâm coi lại chuẩn khoảng 40-50 ngàn. Xe tốt anh chị. Cửa cốp cabo là chưa mở. Được có cái là xe màu trắng mà sơn riêng còn rất là nhiều. Một đời chủ mua mới không lỗi lầm. Đăng kiểm mới, nội thất đẹp, trang bị đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì hết rồi. Và riêng cái em này nha, theo Tâm đánh giá là về chả phải làm gì. Màn hình có rồi, cam ve có rồi, nội thất bọc lại ghế da rồi, lót sàn trải thảm có đủ, và máy rất là mới, và thậm chí là máy lạnh là tuyệt vời. Thì về anh chị không có tốn tiền nữa, nhớt bên Tâm cũng thay mới luôn rồi đó. Mọi thứ là tuyệt hết, rất là tuyệt nha. Đăng kiểm dài, vỏ tốt, chất xe đẹp, gầm bệ thì ưng ý, chạy êm ru từ đầu tới đuôi nè, từ mặt ca lăng cho đến nước sơn cho đến đồng bọng gầm bệ, quá hài lòng nha anh chị, quá hài lòng. 70A23344 anh chị nhớ nha, sản xuất là tháng 12/2019. Lăn bánh được 40-50 ngàn, 40-50 ngàn, đồ chơi trang bị đủ đó, và nước sơn rin thì còn khoảng 90% không lỗi lầm. Mình thùng mâm miết, nội thất ngoại thất, vỏ lốp, nước sơn đẹp, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng ưng ý, và mọi thứ thì không phải đầu tư và chẳng phải tốn tiền nữa, chỉ chờ anh chị đến là chốt và đem về sử dụng thôi. Quá hợp lý, quá hài lòng. Và Tâm để cho anh chị là 350 triệu nha anh chị nha, 350 triệu. Chốt ủng hộ thì liên hệ cho Tâm 0917215512, đến xem xe trực tiếp tại ô tô Duy Tâm theo địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh chị đi bằng Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Có con xe đó, Vios số sàn bản E, 7 túi khí an toàn, đời cuối 2019, 350 triệu. Anh chị liên hệ trực tiếp để chọn mua con xe này, xe tốt, chất lượng tuyệt vời, không lỗi lầm, 100% là nguyên rin, từ động cơ gầm bệ máy móc keo chỉ không lỗi lầm nha anh chị nha. Rin nguyên bản, bao cho anh chị sử dụng 1 năm. Nếu anh chị có nhu cầu mua đi bán lại thì
muốn xài một thời gian bán lại thì bên Tâm sẽ khấu hao phần trăm và thu lại cho anh chị ha. Yên tâm sử dụng và đến với ô tô Duy Tâm thì anh chị khỏi lo nha. Anh chị liên hệ trực tiếp cho Tâm 0917 215 512 nha anh chị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị.